đi trên một con đường chông gai tới thành công không có nghĩa rằng bạn sẽ có một sự nghiệp tuyệt vời. Thậm chí, nếu bạn đủ may mắn để có được sự nghiệp đó đi chăng nữa, liệu bạn có hạnh phúc hay không? Bí quyết thành công trở thành một chủ đề chưa bao giờ hạ nhiệt. Jack Felloni, một phóng viên nòng cốt của tạp chí kinh doanh nổi tiếng Business Insider, đã thực hiện một cuộc khảo sát trên trang mạng xã hội hỏi đáp Quora để thu thập ý kiến của mọi người về kinh nghiệm dẫn tới thành công. Xoay quanh một câu hỏi: điều khó khăn nhất trong cuộc sống là gì? Và bài học nào là quan trọng để đạt được sự thành công? Hàng trăm doanh nhân thành đạt và cả những người bình thường đã cùng bàn luận sôi nổi. Dưới đây là 7 bài học cần thiết cho mọi người về sự thành công mà phóng viên Jack đã tổng hợp lại được từ các cuộc tranh luận nói trên. Hy vọng nó sẽ giúp ích phần nào cho độc giả trong quá trình đi tới thành công. 1. Thế giới không quan tâm bạn thành công hay thất bại. Khi bạn đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, có vẻ như bạn là bộ mặt của thế giới. Khi bạn rớt xuống đáy vực sâu của sự nghiệp, bạn lại nghĩ mình sinh ra không dành cho thế giới này. Tuy nhiên, đó không phải là sự thật. Bạn mới là người chịu trách nhiệm cho chính cuộc sống của mình. Dù bạn có ra sao, thì bạn cũng không phải là cái rốn của vũ trụ. Thành công hay thất bại, thì bạn cũng là người trực tiếp đầu tiên chịu ảnh hưởng. 2. Trở ngại lớn nhất của sự thành công chính là bản thân bạn. Một khi đã nhận ra rằng bạn không phải là trung tâm của vũ trụ, bạn có thể hiểu được điều ảnh hưởng lớn nhất tới sự thành công của bạn chính là hành vi của bản thân. Có lẽ bạn đã có thể giải thích vì sao mình chưa thành công ở trong thời điểm hiện tại. Lý do luôn bị sa thải hoặc kế hoạch kinh doanh luôn sụp đổ khi nó vừa mới bắt đầu. Về bài học này, nhà văn J.K. Rowling, tác giả của tập truyện Harry Potter, người đã từng phải vật lộn với đói nghèo và thất bại trước khi bước lên đỉnh vinh quang, trở thành triệu phú và nổi tiếng khắp thế giới, cũng đã từng nhắc tới. Bà ấy nói: bạn thường đổ lỗi thất bại là vì cha mẹ đã hướng dẫn sai đường cho bạn. Nhưng tới một ngày khi bạn đã có những chiếc xe riêng, thì trách nhiệm cho sự thành công thuộc về chính bạn. Bà, không ai nợ bạn bất cứ điều gì. Cũng đã tới lúc bạn nên nhận ra rằng không một ai trên thế giới nợ bạn bất cứ điều gì. Con đường bước tới thành công, bạn hãy làm mọi việc để có thể đối xử tốt hoặc giúp đỡ người khác cùng đi lên thành công trong sự nghiệp. Điều này có thể gây dựng nên những mối quan hệ tốt có lợi cho sự nghiệp của bạn sau này, mang lại cho bạn một danh tiếng tốt. Tuy nhiên, bạn phải làm tất cả mọi việc một cách vô tư nhất, đảm bảo rằng bạn không mong muốn những người nhận được lòng tốt từ bạn phải trả ơn lại cho bạn. 4. May mắn đóng một vai trò rất lớn trong sự thành công của bạn. Để chinh phục được thành công, bạn thường phải trải qua những đột phá lớn. Đó là những cơ hội rơi đúng thời cơ dành cho bạn. Và nó phụ thuộc phần nhiều vào sự may mắn. Điều bạn có thể làm được, nhận được may mắn, đó là bồi dưỡng những mối quan hệ chuyên nghiệp và phát triển các kỹ năng của bản thân. 5. Tất cả những gì bạn làm có thể biến mất bất cứ lúc nào. Khi sự nghiệp của bạn đang diễn ra tốt đẹp, bạn có thể mua được căn nhà và cho các con của mình đi học đại học. Bạn nên tận hưởng cuộc sống. Hãy nhớ rằng những gì thuộc về bạn hôm nay
sẽ không phải là của bạn mãi mãi. Điều đó là quan trọng. Điều quan trọng là hãy tận hưởng cuộc sống hiện tại và biết ơn những thành quả của chính bản thân mình. 6. Bạn có mọi thứ, nhưng chưa chắc đó đã là thành công. Thi đỗ vào một trường đại học danh giá hoặc xin được một việc làm thêm ổn định không có nghĩa là bạn giành được phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của mình. Đó có thể là thành công nhỏ ở thời điểm hiện tại, nhưng bạn luôn có những khó khăn phía trước cần phải vượt qua. Và tất nhiên rồi, cuộc sống của bạn sẽ còn nhiều đổi thay hơn nữa nếu như bạn cố gắng đạt được thành công lớn hơn nữa. Nếu bạn đang ngủ quên trong chiến thắng của ngày hôm nay, thì đó lại chính là sự thất bại của bạn ngày mai. 7. Bạn nên xác định thành công đối với bản thân của bạn là gì? Một mức lương lớn và một sự tôn trọng của đồng nghiệp dành cho bạn là những điều tuyệt vời ai cũng mong muốn đạt được. Nhưng điều đó luôn luôn tồn tại một mối nguy hiểm mà có thể thu hẹp định nghĩa thành công của bản thân bạn. Bạn cần xác định đích đến của chặng đường dài. Thành công sẽ chẳng còn một ý nghĩa gì nếu cuộc sống của bạn không thoải mái và hạnh phúc. Song thực tế là thật khó khăn để mọi người hiểu rằng họ chỉ hạnh phúc khi bản thân của họ cho phép mình được như vậy.